đồ cưới hôm trước cô có mang về cho má không? Con có đem về hết nè. Nhưng mà má định làm gì á? Mới cưới có mấy ngày, lỡ má chồng con hỏi bất tử. Không sao đâu, con đừng có lo. Má nhờ thợ bạc làm y chang như vậy rồi trả lại cho con. Má chồng cô có hỏi thì con cứ đưa ra. Người ta giàu có mà, cho đồ dâu rồi đâu có đòi lại đâu mà con lo. Má làm gì mà thiếu nợ người ta dữ vậy? Má chơi dây hụi lớn rồi bị người ta giật. Chứ không phải má đánh tứ sắc hả? Tuy là bạc mạ vàng nhưng mà làm rất là tinh xảo, không khác gì so với nữ trang của con hết. Còn thuốc này á má đặt mua, tuy có hơi mắc chút xíu nhưng mà công hiệu lắm. Hai vợ chồng còn ráng uống nha. Vợ chồng tụi con có bị bệnh gì đâu, tự nhiên sao má bắt tụi con uống thuốc? Đó chỉ là thuốc bổ thôi à. Con thấy chưa, mới cưới về đã cho con cả một hộp nước trang gia bảo. Đã vậy á, mua sắm cho con quá trời đồ luôn. Ráng sinh một đứa con, mọi thứ ở đây sẽ thuộc về con hết. Nhưng mà má ơi, chồng của con á dù một đứa con nít vậy. Chính vì nó là con nít nên con sẽ nắm trọn mọi quyền binh trong tương lai. Cái gì cũng sẽ có cái giá của nó hết. Ráng sanh một đứa con. Có con rồi á, con sẽ không thấy nó còn là con nít nữa đâu.